kênh Chợ Đầu Mối Hóc Môn xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay mình cập nhật giá một số mặt hàng nông sản có mặt tại chợ Đầu Mối Hóc Môn. Hôm nay là mình cập nhật giá trái cây nha quý vị. Ở đây là bây giờ là 2 giờ sáng, mình đang có mặt tại vựa trái cây của Quanh Lợi nha quý vị. Trên màn hình video của quý vị đang xem là số điện thoại của vựa Quanh Lợi. Quý vị có mua bán hàng á, nông sản về trái cây á, thì ủng hộ vựa Quanh Lợi. Vựa Quanh Lợi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ở đây vựa Quanh Lợi có bán là bưởi da xanh nè quý vị. Bữa giờ xanh, bữa giờ xanh là nhiêu à ông chủ? À bữa này gì chứ? Bữa lông hồng. Lông hồng hả? Là nhiêu? 20.000. Lông hồng hả? Lông hồng mới nghe. Bữa lông hồng có 20.000 cái gì? Đây chợ đầu mối đây. Chợ đầu mối bây giờ rất là đông người. Lông hồng 20.000, cái giá mình đọc nó chỉ là mang tính tham khảo thôi nha quý vị. Còn mọi chi tiết liên hệ mua bán thì xin quý vị cứ liên hệ tới cái số điện thoại có trên màn hình video, là số của chủ vựa đó, số của cái vựa trái cây Quanh Lợi nha quý vị. Video này mình làm với cái mục đích là kết nối cái người tiêu dùng đến trực tiếp với bà con tiểu thương tại chợ Đầu Mối Hóc Môn, cũng là kết nối với cái người nông dân sản xuất ra sản phẩm nông nghiệp đến với bà con tiểu thương tại chợ. Đây là chôm chôm Thái nha quý vị. Chôm chôm Thái cầu 27.000, 28.000 tùy loại nha quý vị. Rất là đẹp luôn. Lông nữa nha có gì. Còn dưa lưới này, dưa lưới loại đẹp này là 25.000 đồng một ký. Có bán bưởi da xanh luôn quý vị. Bưởi da xanh này mình không biết cái này giá nhiều. Ở này, nãy nhiêu lại. Bưởi 28.000 quý vị, bưởi da xanh đẹp lắm. Rất là đẹp luôn, 28.000. Sầu riêng. Sầu riêng vừa Quanh Lợi cũng có bán đó nha quý vị. Sầu riêng này nó sầu riêng đi sáo quý vị. 40.000 một ký, 50.000 là một ký, tùy theo cái loại nha quý vị. Rất là nhiều luôn. Sầu bên trong rất là nhiều luôn, quá trời. Chôm chôm bưởi sầu riêng ri sáo. Bưởi lông hồng. Mình mới thấy luôn quý vị. Dưa lưới. Rất là nhiều luôn. Chợ rất là vui nha quý vị, bán rất là tấp nập luôn. Rất là đông người đến mua.
bây giờ là giờ cao điểm mà. Nếu quý vị khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả video tiếp theo. Bye bye.